ghe chở mía. Ghe rất là to, chở rất là xong. Hai bên rồi xong là có nhiều nước rồi bánh mắm. Đúng là sườn ba lá luôn, chú đổ luôn nè, như con cá. Nở rơm rác một bình nở nhướng. Mở cái đuôi lú.
máy bay cái hướng mà chúng ta định vị là đi về sông Vàm Cỏ Đông, còn cái hướng này ngược lại là đi về sông Vàm Cỏ Tây và nó nối thẳng qua cái sông Tiền luôn. Cái bàn này để thông thương từ Sài Gòn mình đi về miền Tây có thể đi qua cái bàn này. Kẻ tàu nó qua cái bàn này rất là nhiều bàn cũ tàu nó qua chạy cửa già máy chạy rất là im nghe tiếng động nhiều tiếng động luôn à. Hướng dưới nãy mình mới đi lên của Vũ chắc tới đây cũng kết thúc. Cảm ơn các anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào và hẹn gặp lại những video sau. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi kênh của Vũ. Hãy góp ý và comment để cho video này được hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị chúc buổi phúc khách.